Đố các bạn biết ngày mai tại trường VVBS sẽ có gì đặc biệt? Xin chào ba mẹ và các bé thân mến. Một năm học mới đầy hứa hẹn đang chờ đón chúng ta tại trường mầm non VVBS với chủ đề khởi đầu hạnh phúc, nuôi dưỡng công dân toàn cầu. Ngày mai hãy cùng con tham gia lễ khai giảng, nơi các hoạt động vui nhộn và đầy ý nghĩa sẽ mở ra một hành trình học tập hạnh phúc nhé. Mẹ ơi mẹ, ngày mai con sẽ đi xem phim hạnh phúc, chơi thật nhiều trò chơi và lưu lại những hạnh phúc với lại ba mẹ. Mẹ đến cùng con nhé. Ba mẹ ơi, đừng bỏ lỡ cơ hội chứng kiến con mình tự tin tỏa sáng trong các hoạt động diễu hành và trải nghiệm rạp phim hạnh phúc, siết và ảo thuật mini vui nhộn nhé. Chúng tôi rất háo hức được đón chào các bé và quý phụ huynh tham gia lễ khai giảng năm nay. Đây sẽ là cơ hội để các con khám phá bản thân, học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ trong môi trường yêu thương và an toàn tại VVBS. Ngày mai, tại VVBS, hẹn gặp ba mẹ và các bé để cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp đáng nhớ của năm học mới nhé.